ngày 30 tháng 3, cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Ngày 15 tháng 4, 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra. Một số công dân do thiếu hiểu biết về pháp luật đã có hành vi cản trở và tổ chức giữ người trái pháp luật đối với cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đang thi hành công vụ. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục giải quyết và triển khai các biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Đến nay thì các công dân bị bắt đã nhận thức rõ và mong muốn hợp tác với chính quyền để sớm ổn định tình hình an ninh trật tự, nhất là an toàn và ổn định cuộc sống người dân. Đề nghị người dân tỉnh táo, bình tĩnh, hợp tác với các cơ quan chức năng, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động dẫn đến vi phạm pháp luật. Đồng thời kêu gọi những người đang giam giữ cán bộ và chiến sĩ công an trái pháp luật lập tức thả người, đảm bảo an toàn tính mạng cho những người đang thực thi nhiệm vụ, chấm dứt mọi hành vi vi phạm pháp luật. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam cũng...